Để tận dụng tối đa năng lực, người quản lý dự kiến các phương án như sau. Phương 1, giảm giá bán 500. Như vậy giá bán mình bây giờ còn lại là 7.000. Biên phí đơn vị, định phí không đổi. Phương 2, tăng quảng cáo mỗi tháng lên 7 triệu rưỡi. Như vậy giá bán, biên phí đơn vị không đổi. Quảng cáo là định phí, tăng lên là 7 triệu rưỡi. Phương 3, giảm giá bán 200 và tăng quảng cáo lên 3 triệu. Như vậy phương án 3 thì giá bán còn lại 7.300 và quảng cáo và định phí tăng thêm 3 triệu nữa. Được chưa? Để tận dụng tối đa năng lực, như vậy lúc này sản lượng mình là 15.000. 15.000. Đây. Anh chị có lợi nhuận của từng phương án, lợi nhuận phương án 1 P trừ V nhân Q trừ TFC tính ra lợi nhuận là 10,5 triệu. Phương án 2 cũng vậy, 10,5 triệu. Phương án 3 tính ra lợi nhuận 12 triệu. Như vậy lấy 3 phương án này mình so với là lợi nhuận ban đầu là 9 triệu. Đúng không? Ban đầu mình lợi nhuận mình 9 triệu. Bây giờ mình vận dụng những cái phương án này, lợi nhuận mình phương án 1 là 10,5, phương án 2 10,5, phương án 3 lợi nhuận là 12 triệu, nhảy so ra thì lớn 9 triệu. Như vậy mình chọn phương án 3, lý do là lợi nhuận lớn nhất, cái thứ hai là lớn hơn lợi nhuận ban đầu. Được chưa? Rồi câu số 3. Có một khách hàng đề nghị mua 3.000 sản phẩm một lúc với điều kiện giá bán không quá 90% giá hiện tại. Phải chuyên chở đến kho cho khách hàng. Chi phí vận chuyển là 720.000 đồng. Doanh nghiệp mong muốn từ thương vụ này đem về 6 triệu đồng lợi nhuận. Hãy xác định giá bán cho lô hàng này. Thương vụ này có thực hiện được không? Tại sao? Sản lượng ban đầu mình á là 12.000. Doanh nghiệp mình đã có lợi nhuận rồi. Nhưng mà cái phần sản lượng tăng lên này sẽ không chịu định phí, đúng không? Ghi rõ. Do sản lượng tiêu thụ ban đầu lớn hơn sản lượng hòa vốn dẫn đến quy bằng 3.000 này không chịu định phí. Giá bán của mình thì gồm có biên phí đơn vị 4.500, cái phần vận chuyển phát sinh thêm là 720.000 cho sản lượng 3.000, mình muốn lợi nhuận là 6.000, 6.000 cho 3.000 sản phẩm, 6 triệu cho 3.000 sản phẩm, như vậy ra là 6.740. Như vậy giá bán của mình là 6.740. Trả điều kiện nhỏ hơn 6.750. Như vậy mình chấp nhận thực hiện nó. Bây giờ anh chị xem tôi tiếp bài tập số 4. Lời giải cũng có rồi. Cầm tôi cái phần là đề và lời giải đề nghị. Rồi coi đề anh chị ha. Cái đề cho anh chị biết sản lượng, biết giá bán, biết được biên phí đơn vị, biết được định phí, đúng không? Như vậy anh chị lập được báo cáo kết quả kinh doanh theo dạng số dư động phí. Ở đây. Đáp án có rồi, lợi nhuận là 24. 24 ngàn. Đơn vị ngàn tức là 24 triệu. Được chưa? Rồi, anh chị về anh chị tính toán lại anh chị ha. Đáp án có rồi. Điện thoại có rồi, có gì hỏi. Câu 2, xác định sản lượng hòa vốn, doanh thu tại điểm hòa vốn. Sản lượng hòa vốn, công thức thì bằng định phí chia cho giá bán trừ biên phí đơn vị. Như vậy anh chị cũng có được cái gì đây? Sản lượng hòa vốn 16.000. Doanh thu hòa vốn
lấy là sản lượng là 16, nhân giá là 15, anh chị ra là 240 triệu. Còn tính đồ nghiêng, đòn bẩy kinh doanh, DON là công thức DON là sẽ bằng cái gì? Bằng quy chia quy trừ quy hòa vốn. Hai chục chia cho 20.000 trừ quỹ hòa vốn là 16.000. Bằng 5. Kết quả bằng 5. Đúng không? Ghi vô anh chị. Công thức tính độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh là bằng quy chia quy trừ quy hòa vốn. Đây là công thức số 4. Rồi ý nghĩa. Khi sản lượng vượt sản lượng hòa vốn, nếu sản lượng hoặc doanh thu tăng giảm 1% thì lợi nhuận tăng giảm 5% với điều kiện PVTFC không đổi. Đúng chưa? Rồi câu số 3. Doanh nghiệp dự kiến mức chi phí nhân công trực tiếp tăng 1.200 đồng trên một sản phẩm so với năm trước, giá bán vẫn không đổi, xác định sản lượng, doanh thu và thời gian. Xác định sản lượng và doanh thu hòa vốn trong trường hợp này. Chi phí nhân công trực tiếp tăng lên 1.200 cho một sản phẩm, tức là biến phí tăng lên 1.200. Tức là biến phí tăng lên 1.200. Ban đầu là 9.000, đúng không? Ban đầu là 9.000 biến phí, bây giờ thêm 1.200 nữa là 10.200. Như vậy anh chị thay vào cũng tìm được sản lượng, doanh thu hòa vốn. Sản lượng hòa vốn 20.000, doanh thu hòa vốn là 300 triệu. Câu 4. Nếu chi phí nhân công trực tiếp thực sự tăng lên 1.200 đồng cho một sản phẩm thì phải tiêu thụ bao nhiêu sản phẩm để doanh nghiệp trong năm tới vẫn đạt mức lợi nhuận như năm trước? Vẫn đạt mức lợi nhuận như năm trước. Giống tôi chỗ đó. Từ câu 1 mình có lời năm trước là 24 triệu. Hôm qua anh chị học công thức Q sẽ bằng TFC cộng cho PR là lợi nhuận chia cho P trừ V. Đó là công thức tìm lợi nhuận, tìm sản lượng để đạt lợi nhuận theo mục tiêu. Đó nha. Công thức là Q bằng TFC cộng PR chia cho P trừ V. Như vậy 24, 96 triệu là định phí, 24 triệu lợi nhuận của năm trước, giá là 15, biến phí là 10,2, sản lượng 25.000. Câu số 5. Dùng số liệu câu 3, doanh nghiệp phải định giá bán cho một sản phẩm là bao nhiêu để tỷ lệ số dư đạm phí không đổi so với năm trước? Để tỷ lệ số dư đạm phí không đổi so với năm trước. Nhóm tôi như vậy, không thay đổi anh chị nha. Rồi. Năm trước mình có tỷ lệ đây, năm trước tỷ lệ số dư đóng phí là 40%.
Câu 1 đó. Như vậy lấy P trừ V, tất cả chia V bằng 40%. Mình biến đổi như vậy suy ra P bằng V chia 60%. Và giá là 17.000. Như vậy giá là 17.000 đồng cho một sản phẩm. Câu 6. Dùng số liệu năm trước, nếu tự động hóa, quá trình sản xuất sẽ làm biến phí giảm 40%, nhưng định phí tăng 90%. Và ban đầu biến phí của mình là 9.000, bây giờ giảm 40%, tức còn lại là 60%. Như vậy 60% của 9.000 là 5.400. Ở đây 5.400. Định phí tăng lên 90%, tức bằng 190%. Lấy 190% nhân 96 triệu ra là 182,4 triệu đồng. Như vậy anh chị có tỷ lệ số dư đạm phí là 64%. Lấy P trừ V tất cả chia P bằng 64%. Quy hòa vốn thì bằng 19.000 sản phẩm. Doanh thu hòa vốn là 285 triệu đồng. Giả sử quá trình tự động hóa được thực hiện trong điều kiện khối lượng bán và giá bán như năm trước, hãy xác định DONL và so kết quả câu 2 và cho nhận xét. Như vậy câu 7 này của mình á, câu 6 của mình á có sản lượng hòa vốn là 19.000, đúng không? Thì mình tìm DONL thì bằng là Q chia Q trừ Q hòa vốn. Như vậy mình ra là 20.000 chia 20.000 trừ cho 19.000. Nó ra độ nghiêng là 20. Còn câu 2 độ nghiêng là 5. Như vậy 20 tức là gì? Tức là khi sản lượng tăng 1%, lợi nhuận tăng giảm 20%. Đúng không? Cụ thể nếu trường hợp tăng thì câu 7 lợi nhuận tăng 20%, còn câu 2 lợi nhuận tăng 5%. Còn sản lượng giảm 1% thì câu 7 lợi nhuận giảm 20%. Và câu 5 lợi nhuận giảm là chứ là câu 2 lợi nhuận giảm 5%. Như vậy chúng ta nên tự động hóa nếu sản lượng tăng. Và ngược lại sản lượng giảm thì chúng ta không nên tự động hóa. Rồi, bài số 5. Bài học của mình là Book VX, Book VY đúng không? Công ty cổ phần Vina chuyên sản xuất và kinh doanh hai loại sản phẩm A và B. Có tài liệu kinh doanh có hai loại sản phẩm này như sau. Doanh thu là 100 triệu, A là 60%, còn lại 40% là B. Tỷ lệ biến phí so doanh thu của A là 50%. Như vậy, tỷ lệ số dư đạm phí của A là 50% còn lại. Và của B là 25%. Thì suy ra tỷ lệ số dư đạm phí của B là 75%. Tổng định phí là 35 triệu đồng. Trong đó định phí của B là 15 triệu. Như vậy suy ra định phí của A là 20 triệu. Tính DONL của từng sản phẩm và của công ty. Hồi nãy anh chị học công thức DONL nó bằng là lợi nhuận cộng cho định phí chia cho lợi nhuận. Đúng chưa? Như vậy để tìm được lợi nhuận thì mình lập báo cáo thu nhập ra. Rồi đây là báo cáo thu nhập đây. Của A, của B, của công ty. Doanh thu A 60% là 60, của B 40% là 40, cộng lại là 100. Biến phí của A 50% là 30. Số dư là 50% còn lại là 30. Định phí 20, nhờ lợi nhuận của A là 10. Lợi nhuận của B là 15,
công ty là 25. Như vậy độ nghiêng của A lấy lợi nhuận cộng định phí chia lợi nhuận bằng 3. Công thức anh chị học hồi nãy. Đây, dùng công thức số 3 để áp dụng nó làm cho bài số 5 này. Như vậy độ nghiêng của A là 3, của B là 2, của công ty là 2,4. Nếu lợi nhuận công ty tăng 96% thì doanh thu bán ra phải tăng là 40%. Lý do tại sao như vậy? DONL nó bằng phần trăm thay đổi của lợi nhuận chia cho phần trăm thay đổi của sản lượng hay doanh thu, đúng không? Như vậy suy ra là phần trăm thay đổi của doanh thu thì bằng phần trăm thay đổi của lợi nhuận chia cho DONL bằng 96% chia cho 2,4 của công ty, nó bằng là 40%. Như vậy để lợi nhuận công ty tăng 96% thì doanh thu phải tăng là 40%. Chấp không? Chấp vô. Rồi, câu 2. Công ty dự kiến thay đổi kết cấu mặt hàng như sau: A tỷ trọng 40%, vậy còn lại B là 40%, B là 60%. Anh chị làm tương tự như bài học của mình. A là câu 2. A tỷ trọng 40%. Như vậy là 40, biến phí 50%. Số dư là 50% là 20, định phí 20, lợi nhuận là 0. Của B 60, biến phí là 25% là 15. Tỷ lệ số dư đóng phí là 75% là 45, định phí 15, lợi nhuận 30. Công ty thì cộng lại. Như vậy lợi nhuận công ty sẽ tăng lên. Tăng từ 25 lên tăng lên 30. Lý do công ty tập trung bán sản phẩm B là sản phẩm có tỷ lệ số dư đạm phí cao, học rồi. Nếu doanh thu A tăng 20%, B tăng 10% tính DONL. Ban đầu của doanh thu mình á là của A là 60, tăng 20% là 72. Của B tăng 10%, ban đầu 40, tăng 10% là 44. Tương tự các tỷ lệ của nó cũng như vậy. Như vậy biến phí 50% 72 là 36. Số dư là 50% 36, định phí 20, lợi nhuận thường là 16.
Của B biến phí là 25%, 25% 44 là 11. 44 trừ 11 ra 33, phí 15, lợi nhuận thuần là 18. 18. Như vậy cộng doanh thu là 116. Biến phí là 36 cộng 11 ra 47. Số dư động phí 36 cộng 33 69. Định phí 35, lợi nhuận 34. DONL công ty là 2,03. Nó giảm do tốc độ tăng doanh thu của sản phẩm A thấp hơn sản phẩm B. Nhưng sản phẩm A là sản phẩm có tỷ lệ số dư động phí thấp. Vì vậy, DONL giảm. Câu 4. Xác định doanh thu hòa vốn từng sản phẩm và của công ty. Doanh thu hòa vốn thì bằng định phí chia tỷ lệ số dư động phí. Bằng định phí là 20 của A chia 50% là tỷ lệ số dư động phí bằng 40. Của B là 20, công ty là 53, 58,33.